Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Một ngày cuối tuần vui vẻ ha. Mấy ngày nào giờ những cây mai ra đây mà giờ những cây mai của mình lên đã tùm rồi ha. Cây lên thì cũng rất mạnh. Đây mình quay cho mọi người xem một chút ha. Những cái hạt mai này nó chín rồi này các bạn. Đây, cái này là lúc trước hái mà sót á, đó, nó chín này. Cái này thì mình đưa đi ương cũng được ha. Những cái hạt mai chín là nó phải có màu đen như vậy này. Đó, mới là ương nó mới lên ha. Chứ còn như những cái hạt xanh này là ương nó không có lên nào. Đó. Thì cái này thì mình bỏ hết. Quăng vô gốc mai cũng được nữa. Đó. Hôm nay nhà mình đang sửa cây mai ha. Đó. Sửa lại cái tàn. Đây quay cho các bạn xem một cái cây chưa sửa này. Một cây chưa sửa nhìn cái tàn nó này. Nó vừa nghiêng, không có cân đối ha. Và những cái nhánh này nó cứ dồ lên ha mà. Này, nó dồ lên. Nó dồ lên, nó không có cái bề ra dưới này ha. Còn cái phần trên này thì nó đặc vá ha. Nhánh này với nhánh này này. Nó gần nhau quá, sau này cây mai nó ra 2-3 cây đọt nữa thì nó sẽ trùng lên nhau ha. Đó, cho nên mình phải bẻ ra như thế này ha. Đấy, mình bẻ ra. Bên này cũng vậy, mình cũng bẻ ra như thế này. Nhìn như vậy thì thấy nó còn thưa, chưa có kín tàn ha. Nhưng mà khi mà những cây này mình nuôi tới tầm tháng 7 đi. Tháng 7 âm lịch là cũng còn 5 tháng nữa ha. Thì nó sẽ ra 2-3-4 cây đọt nữa. Đó, nếu mà mình không sửa tàn bây giờ thì cái tàn nó cũng không được đẹp, và đặc biệt là bông nó không nhiều ha. Đó. Thì đây là một cái cây nó chưa sửa. Đó. Mình cũng chỉ mới sửa được có mấy cây thôi, chưa sửa được nhiều đâu. Tại vì sửa thì cũng là công nhà sửa không à, nên làm nó từ từ. Còn đây là một cái cây đã sửa nè. Đây mình quay xa cho các bạn xem ha. Đó. Khi mà sửa cái cây lên thì mình thấy cái dáng của nó cũng đẹp hẳn ha. Đó, không những dáng mà các chi, các nhánh này. Đó. Sửa một cây mai thì cũng mất lâu thời gian lắm. Đó, có nhiều người thì người ta dùng những cái dây chế thép ha. Còn mình ở đây mình dùng dây này cho nó bớt chi phí. Đó, sửa thì mình cũng những cái nhánh nào mà mình ước định á, cái tàn, cái nhánh của mình như thế nào thì mình làm như vậy thôi. Đó, khoảng cách này. Khoảng cách giữa cái nhánh này với nhánh này nó có một khoảng cách nhất định ha. Đó, để sau này á, có những cái cây đọt nó ra đây nữa, nó sẽ che kín hết đi ha. Như vậy thì cái cây nó ha, mới có đẹp mà bông nó cũng nhiều. Đó, đây các bạn thấy không? Một sợi dây kéo xuống này. Mình dùng dây bẻ đen ha. Dây này thì nó bền hơn, chịu nhiệt được hơn nhiều. Còn nếu mà dùng cái bẻ màu màu xanh, màu đỏ thì cái đó nó chịu nhiệt rất kém và dễ bị đứt. Đó. Cuốn thì ở dưới mình cuốn vô cái phần ở dưới này này. Ở dưới này nó có một cái phần ràng ở dưới này luôn này. Đó. Y như một ma trần nhà ha. Đấy. Những cái cây mà đã được sửa rồi thì cũng để cố định một thời gian cái đã ha. Đó. Đây các bạn xem này, cái cây này sửa này. Quay xa ha. Đó. Mới đẹp. Đáng lẽ thì thời điểm bây giờ thì phải sửa hết rồi. Tại vì nó đang ra cái cây một như thế này nè. Đó là thời điểm mình sửa rồi là cũng được hết ha. Nhưng mà do nhà mình không có thời gian nên sửa dần dần từ từ. Còn như cây này mà nói thật mướn công thì cũng không nổi đâu ha. Chứ lại nhiều khi người ta sửa cũng không theo ý mình. Đó. Đây còn có rất nhiều búp này. Đó. Những cái chùm hạt mai này. Đó. Bỏ. Đó. Những cái cây sữa các bạn thấy không? Ở phía dưới này nó có nhánh, có bông luôn ha. Đó. Có nhánh luôn á. Sau khi nhánh ở đây này, nó sẽ ra bông là từ trên xuống dưới cái cây sẽ đẹp. Năm nay nhà mình có một cây nó hơi bị yếu này các bạn. Đó. Cũng ra được một vài đọt rồi nhưng mà chắc cũng không theo kịp chị em đâu. Đó. Cái cây này thì tàn cũng tương đối này,
tương đối cho nên hả chưa có sữa. Còn cái cây này thì nhà mình sữa ra này nè. Đó, các bạn thấy không? Sữa xong thì xin nhìn cái mai nó khác hẳn ha. Mình sẽ quay cho các bạn một lượt những cái cây mà nhà mình đã sửa ha. Rồi sau đó mình sẽ quay những cái cây mà chưa sửa để mọi người có thể so sánh được. Đó. Nhà mình thì sửa theo tàn cây thông ha. Ở dưới to và đi lên nó nhỏ dần. Đó, thì đó là tại vì người ta rất thích những cây mua những cây mai mà có tàn cây thông ha. Đó. Đấy, các bạn thấy không? Cây này nó rất là to luôn và đẹp luôn ha. Lúc chưa sửa thì nó không có được to như vậy đâu. Đó, sửa thì dây nhờ là chằng chịt luôn ha. Cây này cũng vậy này. Đó, tầm thì mình sửa xong thì tầm chừng 3 tháng thì mình cắt dây hết ha. 2-3 tháng gì đó. Đó, 2-3 tháng là cây nó đã cố định rồi. Đó, sửa rất nhiều ha. Một cây như vậy ước chừng nó sửa hết một bó. Cái cây này là nè các bạn. Đó. Mai ở vườn mình thì là mai dạo nha các bạn. Từ 8 tới 12 cánh. Nhưng mà nó không phải một loại đâu. Nó có nhiều loại. Tại vì nhìn vô cái lá này. Đó. Nhiều cái lá nó khác nhau lắm. Người mà sành chơi mai hoặc là có biết về mai thì người ta chỉ cần nhìn cái lá thôi ha. Là đã phân định được đây là mai gì rồi. Ha. Đó. Đây là những cây mai đã sửa đó. Cây này cũng vậy này. Đó. Khi mà sửa một cây mai này rất chi là đẹp ha. Cây này thì rất sung đó. Nhánh chi tàn là phát triển là đầy đủ hết rồi đó. Mình thì để sắp dời nó ra chứ không phải là để gần như vậy đâu đó. Khoảng đất ở bên này thì mình còn để mai ghép nè nên chưa có dời được ha. Còn khoảng đất bên kia thì mình đang thắp mít chưa có rời được chứ tương lai thì phải rời nó ra hết như thế này đó. Khoảng cách giữa hai cây cũng phải có một khoảng cách nhất định ha. Tại sao lại phải để cho cây mai nó có một khoảng cách nhất định? Thì để tới cái đợt mà mình làm bông á, mình cây những cái những cái nhánh đằng trong và phía dưới này ha, nó đều ra bông được đều, không bị che lấp ha. Còn đây này, có những cái này mà mình không fit đi thôi chứ nó đâu lên đọt được ha. Đó, cây mai này các bạn. Đó. Đó. Từ mặt chậu tới cây nhánh này ra là nó rất gần nhau ha. Đó. Và cây thì theo hình cây thông rất đẹp. Đó, cây này cũng vậy này. Mình sửa thì mình cũng cố gắng ha, sửa đều hết. Đó. Như cây này thì cùng nó chưa được đều bằng những cây kia ha. Tại cái phần này nó hơi ra một chút thì cái đó mình sau này mình bấm đo thì mình sẽ sửa nó tiếp. Đó, đó là những cái cây đã sửa ha. Còn những cái cây chưa sửa thì các bạn xem này, thấy chưa? Đó, cây chưa sửa thì cái phần ở dưới này nó rất chi là trống luôn ha. Đó. Từ khoảng cách mà cây chậu mà lên trên cái thân là nó có một cái khoảng cách rất dài. Và ở trên này thì những cái nhánh nó rất là gần nhau ha. Gần nhau như vậy thì đến khi cây mai mà nó ra tới 2-3 cây đọt á, cây đọt á, thì nó sẽ đụng vô nhau và nói chung thì vừa không đẹp. Đó. Mình cũng khó chăm, khó xịt mà tới cái giai đoạn làm bông thì cây cũng rất kém bông ha. Cho nên mình phải sửa, phải kéo nó ra. Đó, trong quá trình mình kéo thì mình cũng nương nhẹ theo cái cây thôi. Chứ không phải là mình kéo quá mạnh ha. Mình phải nương nhẹ theo cái cây. Đó. Đó. Cái này những cái đọt nó rất là mập luôn. Đó. Thì những cái công việc, những cái đọt nhánh chèo thì nó đã ra đây này các bạn. Ra hết rồi ha. Đó, cái này thì bấm đọt cũng được rồi. Nhưng mà nhà mình đang chờ ha. Đang chờ khi mà cái cây nó sửa đi rồi mình hãy bấm một lần. Đó. Nhìn cái cây chưa sửa với cái cây sửa là nó khác liền ha. Đó, hai cây mai này nó cũng khác nhau về cái lá này. Cây mai này thì lá nó dài, nó hơi thon chút ha. Nhỏ, mai nó nhỏ, nó thon thon ra. Còn cái lá này thì nó rất to. Đây, đó. Thì mình thì cũng không có am hiểu về mai đâu.
Thực ra cũng là đang học cách làm thôi. Đó. Năm trước thì mình làm thì mình không có sửa, tại vì thực ra mà nói thẳng luôn thì mình có đâu biết đâu sửa ha. Cho nên cây mai năm vừa mình làm nói chung thì nó cũng xấu lắm, không có được đẹp. Đó. Lấy kinh nghiệm từ năm trước thì năm nay mình đã dày công hơn một chút, sửa cây mai cho nó thật đẹp, thật chuẩn ha. Đấy. Đấy, các bạn thấy mê không? Những cây mai này. Đấy, còn đây cũng vậy nè. Cái này thì có một cái đọt lên rất là tốt ha. Đó. Thì cũng mới chỉ là giữa tháng 2 thôi. Đó, tháng 2 của tháng 2 sau ha. Cho nên là còn nhiều thời gian mà mình còn cái này cũng lên nhiều đọt thì mình thấy cái đọt nào cao hơn thì mình giữ ha. Đó, những cái cây sữa này, còn những cái cây chưa sữa này các bạn. Đó, nó cây nó rô lên ha. Đó, cây này vẫn yếu hơn những cây kia này, mới chỉ búng đọt rồi. Đó, búng này nè. Quay gần cho mọi người xem nè. Đó. Đó, còn cây này thì nó hơi thưa ha. Nhánh tàn nó hơi thưa và bung nó cũng còn nhiều. Đó. Nhưng mà không sao. Mình sẽ chăm sóc nó từ từ ha. Còn trong này thì những cây nó cũng đó, các bạn thấy không? Một cây chưa sửa nhìn này, nó xấu lắm. Giờ mới chỉ một cây đọt thôi, chứ tới 2-3 cây đọt là nó sẽ đụng tàn vô nhau. Đó. Cho nên bắt buộc mình phải sửa ha. Đó. Sửa thì nó cũng rất là lâu công. Đó. Nhưng mà nghề nào cũng vậy thôi ha. Mình phải làm cho nó thật đẹp. Đó. Rồi video của mình tới đây là kết thúc rồi. Ngày nào mà cây mai mình sửa gần hết vườn đi ha, mình sẽ quay cho mọi người xem. Còn về chăm sóc cây mai thì mình cũng học hỏi ở trên mạng rất nhiều. Nói chung thì mình thấy ở trên mạng có rất nhiều kênh lớn về chăm sóc mai tàn, mai ghép và các loại mai thôi, cho mình cũng không dám múa rìu nhiều ha. Chỉ quay về những cái cây của mình giới thiệu cho mọi người và những cái công việc hàng ngày trong vườn của mình ha. Rồi video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.